Ngọc Trinh chính thức mang thai bằng thụ tinh ống nghiệm, liệu tin đồn yêu bác sĩ Thịnh là sự thật? Vào tối 4 tháng 9, Ngọc Trinh đã chia sẻ về hành trình đi chữa chứng. Cô còn trả lời bình luận hỏi cô chuyện chuẩn bị sinh con, showbiz chuẩn bị có thêm mẹ bầu. Cô chia sẻ mong muốn có thiên thần nhỏ trong tương lai nên đã thực hiện phương pháp IVF. Chắc mọi người cũng chưa tưởng tượng đâu nhỉ, ngay cả bản thân Trinh cũng chưa tưởng tượng một ngày Trinh sẽ làm mẹ là như thế nào. Thật ra tôi cũng chưa biết hay dự định chính xác thời điểm nào sẽ đón nhận một thiên thần máu mủ của mình. Nhưng trước mắt tôi cảm thấy là cần có một đứa con, cho nên đã quyết định tìm tới phương pháp IVF để giúp mình làm điều đó, Ngọc Trinh cho hay. Ngoài ra, người đẹp 8X nói rằng việc chữa chứng để đảm bảo chất lượng cho phôi thai trong tương lai. Việc đầu tiên tôi sẽ làm là hút và chữa đông trứng. Mọi người cũng biết là phụ nữ sau 25 tuổi bắt đầu các vấn đề bị lão hóa. Đến 35 tuổi thì buồng trứng sẽ bị suy giảm. Có nhiều trường hợp không thể mang thai được nữa, cho nên tôi quyết định đi chữa đông trứng của mình để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho phôi thai sau này, người đẹp chia sẻ. Ngọc Trinh là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí. Không chỉ vướng tin đồn hẹn hò, nhiều người còn cho rằng cô chuẩn bị sinh con. Còn nhớ cách đây không lâu, Ngọc Trinh đã bất ngờ chia sẻ về kế hoạch sinh con. Theo tiết lộ mới nhất, Ngọc Trinh thừa nhận đã chữa đông trứng. Sau khi nhận con nuôi, Ngọc Trinh cảm thấy thích trẻ con nhiều hơn. Ngọc Trinh cho biết cô cũng có ý định có con trong năm 2023 và cũng có thể kéo dài đến năm 2025 vì công việc khá bận rộn. Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh chia sẻ. Đây là lần đầu tiên Trinh chia sẻ ở đây luôn. Trinh đã chữa đông trứng và Trinh đã chữa được 6 cái trứng rồi. Thật ra lúc đầu thì Trinh chưa có nghĩ đến đâu vì công việc còn quá là nhiều, nó có thể kéo đến năm 2025 luôn. Nhưng mà từ khi mà Trinh nhận bé He, cháu của Trinh thì tự nhiên một tháng đầu chưa có cảm nhận gì cho lắm. Nhưng mà bắt đầu từ tháng thứ 2, tháng thứ 3, tháng thứ 4 thì mình cảm thấy thích trẻ con rất là nhiều. Mình cảm thấy nuôi một đứa bé nó không dễ như mình nghĩ. Không phải cứ có tiền cho nó ăn, cho nó mặc hoặc quăng cho hai người làm là được, mà chính bản thân mình phải bỏ tâm trí cho nó rất là nhiều. Mình phải chơi với nó, cùng học, cùng chia sẻ với nó, cùng ngủ, cùng ăn với nó thì mình nói cái gì nó cũng nghe. Nó biết nó thương mình, nó cảm nhận được thì nó mới có những sự tương tác, chia sẻ với nhau, Ngọc Trinh tâm sự. Trước đó vào năm ngoái, trong một talk show hồi cuối năm ngoái, Ngọc Trinh từng tiết lộ kế hoạch sinh con. Cụ thể khi nói chuyện về chủ đề sinh nở của phụ nữ, cô bộc bạch bản thân muốn mang thai trong một vài năm tới. Mỹ nhân Trà Vinh cũng cho biết lý do bản thân gấp gáp như vậy vì cô nghe nói phụ nữ sau độ tuổi 35-38 thì sinh con sẽ không được tốt, mà hiện tại cô đã 33 tuổi rồi. Tuyên bố quyết định trở thành mẹ của Ngọc Trinh thời điểm đó càng gây chú ý trong giới showbiz khi cô nàng thú nhận việc đã chữa đông 6 trứng. Cộng thêm việc trợ lý của cô đăng tải những khoảnh khắc Ngọc Trinh gặp gỡ bác sĩ hiếm muộn nổi tiếng Cao Hữu Thịnh tại nhà riêng. Trong loạt ảnh, Ngọc Trinh và bác sĩ Thịnh được thấy cùng nhau thưởng thức một bữa cơm thân mật và trò chuyện vui vẻ. Họ chia sẻ nhiều chuyện liên quan đến việc riêng tư, khiến nhiều người hâm mộ suy đoán rằng Ngọc Trinh có thể đã chọn bác sĩ Thịnh để hỗ trợ mình trong việc mang thai như nhiều sao Việt khác đã làm. Người đẹp Trà Vinh trước đây đã chia sẻ rằng cô rất bận rộn với công việc và yêu quý cơ thể của mình, do đó chưa nghĩ đến việc mang thai. Tuy nhiên sau khi nhận nuôi bé He từ chị gái, cô cảm thấy mình yêu trẻ con hơn, đặc biệt là con gái. Điều này đã trở thành động lực để Ngọc Trinh quyết định chữa đông trứng và mong muốn sớm có con để nuôi dưỡng. Ở tuổi 33, Ngọc Trinh đã sớm quyết định chữa đông trứng để đảm bảo chất lượng. Cô cũng chia sẻ rằng đang chờ đợi người đàn ông hợp phong thủy để quyết định thời điểm mang thai. Việc gặp gỡ bác sĩ Thịnh cho thấy rằng Ngọc Trinh có thể đã tìm thấy nửa kia để cùng nhau tạo nên hạnh phúc gia đình và mong chờ tin vui về con cái trong tương lai gần. Đây không phải lần đầu Ngọc Trinh thể hiện khao khát mãnh liệt đối với việc làm mẹ. Từ năm 2020, cô đã rất sốt sắng chuyện có con. Đến tuổi này thì chị cũng rất muốn có em bé rồi, chia sẻ với mọi người luôn là chị đang có 11 đứa cháu. Mà nhìn 11 đứa cháu đó, chị cũng muốn có một bé trai và một bé gái, sinh đôi càng tốt. Rất muốn luôn nhưng cũng phải tìm một anh nào đó phù hợp để cho ra cặp đôi đó. Thật sự chị cũng đang rất muốn có, càng sớm càng tốt, thật sự đó. Một người đẹp như chị mà không sinh ra đứa con gái để lại giống thì cũng hơi uổng ha, Ngọc Trinh tâm sự. Tuy nhiên mong muốn với thực tế đôi khi lại không giống nhau, ở tuổi 33, Ngọc Trinh vẫn là gái độc thân đắt giá của showbiz Việt. Dù rất muốn lập gia đình, xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình, nhưng Ngọc Trinh vẫn đang đi tìm một nửa phù hợp để cô có thể dựa dẫm cả đời. Về phần bác sĩ Thịnh, ông được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu về hiếm muộn và đã giúp đỡ nhiều cặp vợ chồng có con. Vị bác sĩ được biết đến là ông đỡ mắt tay và đã đồng hành cùng nhiều cặp đôi nổi tiếng như Dương Khắc Linh, Sarah Lou và Phương Trinh Jolie, Lý Bình.
Gần đây có nhiều người hâm mộ cũng nhận ra rằng bác sĩ Thịnh đang hỗ trợ các sao Việt khác như Trang Trần, MC Sam và Ngân Khánh trong việc mang thai. Được biết, cũng trong thời gian này, bác sĩ Thịnh cũng bị đồn là đang hẹn hò cùng Ngọc Trinh. Giữa lúc nghi vấn hẹn hò với bác sĩ Cao Hữu Thịnh đang là tâm điểm chú ý thì cách đây 3 tháng, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đăng tải video khoe thân hình cuốn hút với tạo hình cá tính. Đáng chú ý, người đẹp viết chú thích in hoa nổi bật với nội dung: "Nếu bạn muốn sự tôn trọng, hãy tôn trọng người khác." Nhiều người cho rằng tuyên bố của Ngọc Trinh phần nào có liên quan tới việc sáng ngày 10 tháng 6, bác sĩ Thịnh có bài viết lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò với nữ hoàng nội y. Cụ thể, bác sĩ Thịnh cho biết, anh và Ngọc Trinh hiện tại chỉ là bạn bè tốt, chơi vô tư với nhau, mà cả hai đều độc thân nên nếu sau này có yêu thương nhau đến với nhau thì không có gì sai. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có cái tốt cái xấu cả, nếu là bạn tốt thì mình nhìn cái tốt, chọn cái tốt của nhau chơi. Theo bác sĩ Thịnh, tình bạn giữa anh và Ngọc Trinh được xây dựng trên nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau, không liên quan đến tiền bạc hay vụ lợi như dân mạng đồn đoán. Nói về nữ hoàng nội y, bác sĩ Thịnh công nhận cô đẹp, giỏi, làm việc rất siêng năng và giàu có. Nói về giàu thì mình và Ngọc Trinh chưa biết ai giàu hơn ai đâu nghe, nên hai đứa chơi rất vui vẻ và vô tư, không có suy nghĩ chuyện tiền bạc hay đại gia chân dài gì ở đây hết. Giúp nhau được gì là mình giúp hết, tính mình là vậy. Không phải Ngọc Trinh, bất cứ người nào cần mình giúp, mình cũng luôn hết lòng, bác sĩ Thịnh chia sẻ. Thời gian gần đây, Ngọc Trinh liên tục sánh đôi cùng bác sĩ Cao Hữu Thịnh tại nhiều sự kiện. Cả hai có không ít thái độ, cử chỉ thân thiết, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Không chỉ xuất hiện tại nhà riêng của Ngọc Trinh, bác sĩ Thịnh còn cùng nữ hoàng nội y đi ăn uống ở nhà hàng sang trọng. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng bác sĩ Thịnh thân thiết là bởi đang hỗ trợ Ngọc Trinh thực hiện thụ tinh nhân tạo. Khoảng cuối năm 2022, nữ hoàng nội y khiến dư luận bất ngờ khi có phát ngôn muốn làm mẹ. Cô cho biết đã chữ đông trứng và mong muốn sinh con trong năm 2023. Sau chia sẻ trên, bác sĩ Thịnh, vốn nổi tiếng là bác sĩ chuyên điều trị hiếm muộn cho nhiều sao V-biz, đã có mặt tại buổi họp báo phim Chị em 2 có sự tham gia của Ngọc Trinh. Chị gái khuyên tôi nên đi chữ trứng để có máu mủ của riêng mình. Sau tuổi 25, buồng trứng bắt đầu suy giảm số lượng và chất lượng. Đến tuổi 30 thì khả năng sinh sản bắt đầu giảm dần. Phụ nữ sau 35 tuổi khả năng sinh sản giảm nhanh, khó có con tự nhiên. Tôi quyết định chữ đông trứng để đảm bảo được chất lượng trứng. Hiện tôi chữ được 6 trứng và muốn có con năm sau, Ngọc Trinh chia sẻ vào năm 2022.